rọi sấy tỏi ớt giòn rụm béo ngậy liệu có phá đạo tớp tớp. Ba rọi sấy tỏi ớt liệu có phá đảo tớp tớp. Trời ơi, hết tép mỡ rồi bây giờ tới ba rọi sấy tỏi ớt. Một hộp lớn như vậy luôn á thì có trọng lượng là 350g. Giá tôi mua là 199 cành nha. Điểm ưng nhất của tôi là không bị độn tỏi. Ba rọi là tại nó cái miếng nó siêu to vậy nè, sẽ có một lớp mỡ, một lớp thịt, một lớp mỡ, một lớp thịt. Cầm cái miếng ba rọi lên cái tay mình sẽ không dính dầu mỡ tại vì cái miếng ba rọi đã được sấy qua rồi. Trời, ta nói cái âm thanh giòn rụm béo ngậy. Khác tấp mỡ là ba rọi nó sẽ có phần thịt nó ăn không hề bị ngán nha. Nhưng mà cái ba rọi này nó lại không quá bị mặn đâu, cũng không bị quá cay luôn nha mấy bà ơi. Có một cái vị ngọt nhẹ của ba rọi ăn đỉnh cần mọi người. Cái món này là phải ăn với cơm trắng mới đỉnh. Nhìn cái ba rọi cái màu rất là đậm đà, nhưng mà thật sự khi mà ăn cái miếng ba rọi này vô, các bạn sẽ cảm nhận được cái vị béo từ miếng ba rọi luôn chứ không phải là từ gia vị. Cắn tới cái phần thịt đó thì nó rất là giòn luôn nha, nhưng mà nó lại không bị ngán đâu, bởi vì nó sẽ có thịt có mỡ. Một ổ bánh mì 65 cành mà muốn ăn là phải xếp hàng thật là dài. Một ổ bánh mì bằng một tô phở tập cẩm mà muốn ăn là phải xếp hàng dài vậy á. Về khẩu vị chưa biết sao chứ bánh mì Bình Hoa mỗi lần đến mua là chưa bao giờ làm tôi thất vọng vì sự chờ đợi. Nhưng mà ta nói cái tủ thịt lúc nào nhìn cũng mờ lem cực kỳ luôn. Ta nói đầy ắp thịt và đồ ăn. Trong quán lúc nào cũng cả chục nhân viên mà lúc nào cũng làm luôn tay luôn chân. Và có nhiều khi á đi vào buổi trưa nha mọi người, cực kỳ nắng luôn mà vẫn phải xếp hàng dài thiệt dài. Một ổ cũng bao gồm một cái bao tay nè, khăn giấy nè và đồ chua sẽ được để riêng nha. Và đây ổ bánh mì 65 cành nè mọi người. Tính ra là cái giá này nó còn hơn cả tô phở thập cẩm luôn á. Trong đây sẽ bao gồm chà bông nè, một lớp pate dày cỡ mà rất là nhiều đồ ăn. Thịt chả miếng nào cũng cắt siêu dày hết á. Sau đó mình sẽ cho đồ chua vô nha. Rồi, bây giờ coi tôi cắt đôi coi bánh mì nè, nhìn là thấy mờ lem liền. Và đỉnh cao trong lòng tôi nhất là pate của Huỳnh Hoa nha mọi người ơi. Không quá mặn nhưng mà cũng không quá nhạt đâu. Tôi rất là thích luôn. Một ổ này á thì tôi thấy không có nhiều topping bằng bánh mì bà Huỳnh đâu, tại vì bánh mì bà Huỳnh là có thêm chả bò nữa, nhưng mà nhìn chung á thì nó cũng bằng nhiều bằng nhau á. Nhưng mà gu của tôi là pate của bánh mì Huỳnh Hoa nha, ăn cực kỳ ngon và dính luôn. Tôi rất là thích ăn bánh mì Huỳnh Hoa mọi người ơi, nhưng mà mỗi lần ăn là chỉ có nửa ổ thôi. Bánh tráng phơi xương sấy giòn. Tôi biết ngay là sẽ có cái bình luận này mà trời ơi, là tôi đã chuẩn bị tư thế làm một set bánh tráng phơi xương sấy giòn với bà luôn nè. Bánh tráng phơi xương rồi mình sẽ bỏ muối tép và bơ vô y chang như là mình ăn bình thường nha mọi người. Tôi sẽ bonus thêm một xíu sốt tắc nữa nè. Một xíu whipped cream cho nó cay cay nữa nha. Rồi khúc này là như bình thường là mình sẽ cuốn lại mình ăn đúng không? Nhưng không, cái này là bắt đầu mình sẽ bỏ vô lò sấy mọi người ơi. Để 5 tiếng sau cho vui thôi, thật ra là 9 tiếng nha mọi người. Đây là bánh tráng phơi xương đã sấy xong. Cái phần ở bên ngoài nó giòn rụm luôn nha mọi người, nhưng mà chắc là tôi cuốn cái bánh này nó bự quá đó, nên là ở bên trong nó còn một xíu mà nó giòn từ bên ngoài. Cái bánh tráng ở bên trong nó lạ lắm luôn hết trời. Ở ngoài nó giòn rồi. Quán ăn ở Thái cực kỳ nổi tiếng mà đi ăn gặp cả hoa hậu Nguyễn Thúc Thị Tiên. Ôi là trời, chị Thị Tiên ở ngoài là da mặt mọc siêu đẹp mọi người ơi. Mà quán này là một quán local ở Thái nha mọi người, giá cực kỳ rẻ luôn. Đang đi ăn mà gặp chị Nguyễn Thúc Thị Tiên luôn nè mọi người. Ở đây các món là miếng nè, bạc thái nè, cơm các kiểu cực kỳ rẻ luôn. Một phần như vậy giá tầm có 150 bạc à. Tính ra tiền Việt Nam mỗi món chỉ có từ 70 cho đến 100 cành thôi mấy bà. Hầu như các món gỏi sẽ thiên về cay nha, nhưng mà không có quá bị chua đâu, sẽ có một cái vị ngọt nhẹ. Thề luôn, cái miếng cầm tay nó siêu ngon mọi người ơi. Cái miếng nó có cái vị chua chua nữa. Hầu như tôi thấy tôm ở đây rất là to, hải sản thì tươi nha. Nhóm tụi tôi đi 4 người ăn chưa tới 1 triệu nữa mọi người, tính ra mọi người chỉ có 200 cành thôi à. Mà mọi người biết gọi bao nhiêu món không? Hơn 10 món á nha. Nhất định phải gọi cái xoài xoài ở đây. Trời ơi không ngon, không lấy tiền mọi người ơi. Cái phần nước cốt dừa không bị ngọt quá nha mọi người, béo nhẹ thôi. Mà cái xoài thì nó cực kỳ dẻo luôn. Đã vậy còn có hai miếng xoài to ú. Xương xương mình tôi là ăn hết nguyên dĩa xoài luôn đó mọi người. Còn mấy cái món như là gỏi cá chê nè, tôm chiên nè, mực chiên thì ta nói ê hề luôn, mà mỗi món chưa tới 100 cành mấy bà. Cái menu quán nó siêu nhiều luôn, tới đây tha hồ mà gọi. Mà cái quán này cũng phù hợp để đi ăn khuya nữa nha, tại vì mở khá là khuya. Cứ đưa cái tên quán cho mấy anh túc túc là mấy anh chạy tới liền à. Ốc gác bếp xưa rồi, nay món cá gác bếp. Độc lạ quá mọi người ơi. Một hộp như vậy sẽ bao gồm hai khay cá nha. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhận được một hộp hàng mà đầu tư chỉnh chu vậy luôn á. Nó có cái hộp mút ở trong nữa. Ốc gác bếp á thì là ốc sống được gác bên bếp, nhưng mà cá gác bếp này sẽ là cá chín nó được gác lên bếp nha. Chỉnh chu lắm mọi người ơi. Đi kèm cho mình là hai cái bao tay nè, rồi cái ly để đựng nước sốt nè, và cái nước sốt màu xanh nữa. Bên ngoài sẽ được quấn giấy bạc, bên trong sẽ được lớp một lớp lá chuối nữa nha. Một khay vậy sẽ từ 3 đến 4 con, nếu mà to sẽ là 3 con, và cá là sẽ còn nguyên con như vậy luôn nha mọi người ơi. Phần đầu nè, phần đuôi nè, phần mình. Tôi mua là tôi mua hai khay này với giá là 176 cành. Ăn vào cái thịt cá đó mọi người, nó sẽ có vừa cái độ mặn nhẹ giống như là khô một nắng vậy đó, nhưng mà nó sẽ dạng tươi hơn một xíu. Thịt nó hơi dẻ lại, nước chấm thì chua chua cay cay, có vị mặn nhẹ luôn nha. Tôi nghĩ cái món này mình ăn với cơm sẽ ngon hơn. Và theo tôi được biết cách làm của cái món cá gác bếp này á, là khi mà mình ướp cá xong nó nướng lên với lại than nhỏ xíu xì xìu luôn, để nó được giòn xương luôn. Sau đó mình sẽ gác bếp hun bằng cái khói trong bếp mình đó mọi người, từ 5 cho đến 10 ngày là xong thành phẩm ra như vậy nè. Nhưng mà tôi ăn cái món này tôi cảm thấy nó giống cá một nắng hơn á. Cái này ăn với cơm tôi thấy sẽ ok là hơn á. Bánh tráng phơi xương mà kết hợp với một loại muối mà nghe một cái thôi là sặc liền.
Tôi sạch. Và cái loại muối sặc này là tôi đã tìm kiếm mấy lâu nay nha mọi người. Và tôi xui với mọi người luôn, cái clip này không có booking nha. Một thùng này tôi mua có giá là 150 cành đó mọi người. Gồm 6 cái bịch bánh tráng trộn như vậy nè. Bịch bánh tráng phơi xương đi kèm duy nhất chỉ có một loại topping thôi là muối sặc. Và cái tên nó là muối sặc thiệt sự nha mọi người. Bởi vì mình chỉ cần nghe vào cái thôi là mình sặc liền. Chỉ cần mở ra thôi cũng thấy sặc. Bánh tráng phơi xương nó sẽ được do cục lại như vậy nha mọi người. Mình ăn mình sẽ mở ra. Mình sẽ có hai cách ăn. Một là mình cuốn lại như vậy nè. Mà cuốn ăn như vậy á thì mình sẽ đỡ sặc hơn, nhưng mà được cái là sẽ tốn muối hơn nha mọi người. U là trời, cái muối này là tôi đã tìm kiếm mấy lâu nay rồi mọi người ơi, nó cay nhưng mà nó không bị mặn nha, và nó rất là thơm nhưng mà nó bị sặc. Và cách ăn thứ hai là mình đổ hết bánh tráng vô luôn, sau đó mình đổ muối vô rồi mình trộn, nhưng mà khúc này là sặc xỉu luôn đó mọi người ơi. Mà cái muối này ăn vô nó không có cay liền đâu nha mọi người, mình ăn tầm tới miếng thứ hai thứ ba thôi nha mọi người là nó cay ơi là cay, mà nó đã ơi là đã luôn. Cái muối ở đây nha mọi người nó sẽ khác, là cái màu của nó đậm hơn so với lại những cái muối nhuyễn thông thường, là nó cái màu nó sáng sáng hơn đó. Chỉ có bánh tráng phơi xương với muối thôi nhưng mà đảm bảo ăn một cái thôi là thấy sự đỉnh cao trên đây liền. Ủa món này bên Trung Quốc gọi là chè hột vịt lộn hả mọi người? Mà phải nói cái món hột vịt lộn ăn kiểu này là ở Sài Gòn em chưa thấy chỗ nào bán luôn. Hột vịt lộn mình sẽ mở cái vỏ ra nha mọi người, nhất định là phải bỏ cái nước của hột vịt lộn vô. Sau đó sẽ là rau răm nè, rồi bỏ thêm xoài vô nha, và đặt một xíu muối là tôi coi cái chị bên Trung Quốc làm. Bài khúc này mới độc lạ Bình Dương nè mọi người, mình sẽ bỏ nước mắm vô nha. Nước mắm này mình phải là nước mắm chua ngọt mới được. Kiểu dạng mà nước mắm pha giống như là nước mắm mà mình ăn với ốc vậy á. Thật ra em ăn cái món này thì nó không có xoài, nhưng mà tại vì em bỏ vô thêm cho nó đẹp lên đó mọi người ơi. Sau đó nhất định là phải bỏ thêm mỡ hành với đại đào vọng rang. Mà nói vậy thôi chứ món này Đức Hòa Long An của quê em gọi là hột vịt lộn nước mắm, là y chang vậy luôn, có điều không có xoài thôi. Rồi không biết sao coi tấp tớp ra thành món chè hột vịt lộn luôn á mấy trời. Hột vịt lộn nha, ăn cùng với nước mắm pha ngọt ngọt nha mọi người, mặn nhẹ hòa quyện cùng với nước hột vịt lộn của mọi người, nó ngọt ngọt thơm. Mỡ hành thì béo béo, đậu phộng thì bùi bùi, rau răm thì nhẫn nhẫn. Mọi người ơi, cái món này sự kết hợp tuyệt vời. Mà ở quê em á, mỗi lần đi ăn là còn kêu cho con dĩa hai trứng hột vịt lộn nước mắm là ra cái món y chang vậy luôn á. Nhưng mà không hiểu sao á, ở Sài Gòn em thấy không ở đâu bán cái món này luôn á mọi người, đi đâu cũng không thấy bán hết trơn. Thử thách ăn trứng cá chuồng. Đây là trứng cá chuồng tôi mới rửa qua nha mọi người. Ôi đúng em trong này, trứng cá này nằm trong nào. Mẹ ơi, đây ngồi ăn nè mẹ. Mời cả nhà ăn trứng cá chuồng của em nha. Trứng cá chuồng này màu vàng nha. Trứng cá chuồng này khó kiếm lắm nha. Nó không có vị gì hết trơn á. Không có vị gì luôn á, sorry. Đâu? Vô đây thôi. Ờ, thôi được. Nè, rồi, bấm cầm lên. Nó giống như là mình ăn rong biển vậy đúng không? Mà không có vị gì hết đúng không? Ăn nó vui không? Cũng vui mà. Nó kêu rập á mọi người, đã lắm. Đây nha mọi người, nó sẽ có một cái gì đó ở đây nè. Cái lá giống như tàu biển nha. Rồi mình sẽ ăn một cái nha. Mình sẽ chấm vô tấm sốt. Cái vị nó kỳ quá hả, cho em miếng nước. Vị nó kỳ thiệt. Nó tanh tanh, nó nhạt nhạt. Mà sao nó không giống như là sashimi mình hay ăn đúng không? Nó giống cái sashimi mình hay ăn đâu ta. Thôi giờ mình sẽ mang đi hấp coi nó ok không ha. Cũng là chơi xì lam mà nó lạ lắm. Kìa Tuyên Quang ơi, cái bàn nó nhiều nè. Tôi mua một hộp xì lam này nè mọi người, thấy để ở bên ngoài là strawberry, chắc là vị dâu quá. Tính ra đây là lần đầu tiên mà tôi chơi xì lam luôn mọi người, đã vậy dám liều mình tự mua về làm nữa. Ở trong này là một bộ nè mọi người, cái này giống như là keo vậy á nha. Sau đó tôi sẽ cho cái chai màu trắng trắng trong trong này vào. Khi mà cho vào á mọi người thì nó sẽ kết dính lại với nhau nha, nên là mình sẽ lấy ra cái hộp nó dễ dàng hơn nè mọi người. Tôi kéo nó ra luôn là được rồi nè. Đó, nhìn thấy đã chưa? Nhưng mà tôi sẽ cho tiếp cái chai màu đỏ vô nha, tại trong bộ có sẵn luôn. Khúc này là thấy hơi kỳ kỳ rồi nha mọi người ơi, và cho vào một xíu nè. Mà không hiểu tại sao khi mà tôi cho vào rồi nó càng cho càng dính tay, không hiểu tại sao luôn. Nó dính tay hơn hồi nãy rất là nhiều luôn nha mọi người ơi, mà kiểu như nó loãng hơn hồi nãy nữa, kỳ vậy ta. Đây là đầu tóc rối bời, gương mặt vô tri của tôi nè mọi người, không hiểu tại sao. Trời ơi, ủa sao người ta làm xì lam nghe đã lắm mà. À, cái kết là đây nha mọi người, dọn mà xỉu. Cách ăn nguyên mâm trái cây siêu chua với muối tôm như ý. Muối tôm được review nhiều nhất tất tất. Rồi em chuẩn bị nguyên mâm xương xương nè, xoài nè, cóc chín nè mấy bà. Táo, ổi, sơ ri các kiểu nữa, và tất nhiên không thể thiếu muối tôm như ý. Tôi mua hạt to nha, giá là 90 cành, trọng lượng 400g. Cho tôi một chén nước mắm được nha mọi người. Bỏ nước mắm nè, nước nè, bỏ thêm đường vô nha. Một xíu cho nó sôi lên rồi mình sẽ đổ muối tôm như ý vào nè. Trời ơi, tao nói cái hạt muối tôm nó to mà mở ra nó thơm. Tôm và mùi rút rất đặc trưng của muối tôm như ý luôn mọi người ơi. Mở ra một cái là nghe liền luôn. Cái hột muối tôm á, tao nói cắn vô miệng nó giòn rơm rớp luôn. Muối tôm nhà như ý này á, tôi thấy phù hợp để ăn với cơm nè, trái cây nè, chấm hải sản các kiểu nữa.
Mà cái muối này là muối hạt to, nên là bạn nào thích ăn hạt nhỏ là có một cái dạng đó là hạt vừa, nó sẽ nhỏ hơn cái hạt to này. Có mấy bạn hỏi tôi có mặn không, thì nếu các bạn ăn nhiều quá thì các bạn sẽ bị mặn thôi. Còn nếu như mà sợ mặn thì mình chọn cái muối hạt vừa. Hạt muối nó nhỏ hơn, nó không bị mặn, nhưng mà tôi thích ăn cái hạt to nhà, tại đó là đặc trưng của muối tôm Như Ý luôn rồi. À sao thì sự là chấm trái cây nó hợp ghê mọi người ơi, từ ổi, xoài, cốc chính, cái kiểu nó thơm phức. Bạn nào đang ở Sài Gòn đi mua liền mấy cái trái cốc chính về ăn đi mấy bà ơi, trái nó thơm dữ lắm mà nó không có bị ngọt, mà kiểu dạng chua chua ngọt ngọt, cắn vô cái là tứa nước ra liền luôn. Cũng là cái bánh bao, nó lạ lắm mọi người ơi. Độc lạ bánh bao, hình con thú. Trời mọi người ơi, cái bánh bao này dễ thương quá à. U là trời, tao nói mọi người ơi, bánh bao mà làm ra được tùm lum hình như vậy nè. Ở ngoài tao nó còn đã hơn ở trên cái video đó mọi người. Bây giờ tôi sẽ mở. Cứu tôi, trời ơi. Khúc này là bất ngờ tới ngã ngửa luôn nè mọi người ơi. Nó không phải là cái bánh bao, là cái bánh mochi. Mấy bà ở trong đó là cái nhân ngọt, có cái hình con heo rất là dễ thương luôn. Bên trong sẽ là nhân dâu chảy chua chua thơm nha. Còn cái nhân bông hoa nó sẽ là nhân Việt Quốc nha, rất là nhiều nhân chảy luôn. Và đây là sự phát hiện bất ngờ đến từ tôi, bánh mochi mà kết hợp với bánh Oreo. Thì mọi người nghĩ nó có ngon hay không? Trời, tôi nói mọi người nha, cái lớp kem nó hòa quyện với cái bánh Oreo ngọt ngọt béo béo đã vậy, cái lớp mochi bên ngoài thì cực kỳ dẻo. Rồi mọi người biết tại sao tôi mua mấy cái bánh này không? Đó là sự vô tri của tôi khi lướt tớp tớp quá 12 tiếng. Cứ thấy cái clip nào đẹp là mua, cứ thấy clip nào xinh là mua, cứ thấy clip nào ngon là mua. Cũng là nấu ăn mà nấu ăn thì nó lạ lắm. Tại cái này nó không phải nấu ăn thiệt nha, nó chỉ là một bộ đồ chơi lắp ráp thôi. Nhưng mà cái này đảm bảo bé gái bé trai nào cũng sẽ thích. Nguyên một cái nhà bếp hơi bị xịn sò luôn nha mọi người. Đi kèm là những cái mẫu lớn này, rồi những cái mẫu nhỏ này, là giấy hướng dẫn lắp ráp nữa. Tính ra cái này là cả tuổi thơ của tôi luôn đó mọi người ơi. Trời ơi, ngày xưa ước ao mà có được một bộ như vậy. Đừng nói là còn nhỏ nha, đến khi tôi lớn rồi ngồi lắp ráp lại bộ này mà tôi còn thấy mê á. Khúc này là mình làm cái chân bếp nè, phần dưới sẽ có tủ lạnh nè, lò vi sóng và cả mấy trái cây nữa. Sau đó mình sẽ gắn cái bếp vô nha. Nhìn cái bộ đồ chơi vậy thôi nha mọi người, chứ cái bếp này là mình xài được luôn đó mọi người ơi. Là mình sẽ gắn pin vô rồi ráp những cái chi tiết vô nha mọi người, giống như là cái tủ chén nè, kệ bếp nè, rồi dòi nước, kệ treo đồ các kiểu nữa. Mà công nhận đồ chơi lắp ráp cho con nít bây giờ nó giống hầu như là tới 90% so với thật luôn, mà rất là nhiều chi tiết nha mọi người. Tao nói từ chi tiết nhỏ tới chi tiết lớn, chảo nồi các kiểu nhìn đi chang thật luôn mấy bà. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nha mọi người, chứ em ráp xong bộ này là gần cả tiếng đồng hồ, ráp xong là muốn khờ luôn. Còn thêm cái mục là phiêu đồ ăn vô trong nữa nha. Ta da cuối cùng là xong rồi nè mọi người ơi, nhìn nó hơi bị đặc sắc luôn, nó xinh ơi là xinh luôn mấy bà. Tự tách thỏi bong bóng bằng keo trên tấp tấp. Trời mấy bữa nay đi đâu tôi cũng thấy cái clip này hết trơn, thì tất nhiên là không thể thiếu cái đứa mà hay làm như tôi rồi. Sẽ sử dụng keo trong nha, rồi bắt đầu lấy một cái đầu ống hút để lên, sau đó gấp lại rồi bịt kín tất cả các đầu lại, rồi cắt lên trong clip á mọi người. Tôi sẽ cắt cho nó bo lại cho cái bong bóng nhìn nó đẹp hơn. Sau đó là mình sẽ lấy một cái máy sấy tóc rồi bắt đầu mình sấy nha, y như trong clip hướng dẫn thôi. Nhưng mà lúc này là tôi còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khúc này đụng vô thấy mềm mềm nóng nóng rồi, nhưng mà tại sao tôi thỏi không có lên được mọi người ơi. Khúc này là đang hoang mang cực độ. Ủa sao ta làm dễ lắm mà tới mình là khó nha. Nhưng mà phát hiện ra một điều là mọi người coi tới cuối clip nha. Làm lần thứ hai này tôi mới biết là cái miếng băng keo nó còn có một cái lớp nhựa nữa, mình phải mở cái lớp nhựa ra. Rồi bắt đầu nè, mở cái lớp nhựa ra rồi nha, bắt đầu mình sẽ sấy lên nha mọi người. Mà mọi người nhớ đừng có để cho nó có lỗ hở nha, nếu không là nó sẽ không có thổi lên được đâu. Và đây thành quả là tôi đã làm được rồi nè mọi người ơi, nhưng mà chưa kịp mừng được 2 giây là tự nhiên cái nó bể luôn rồi. Rồi thôi dẹp luôn đi khỏi chơi, nó mệt mỏi. À, bốc khói liệu có ăn được không? Tôi coi trên cái clip tấp tấp của anh này, giáo này nói là đá CO2 thì không thể ăn được. Cái đá này cầm thôi là đã phỏng tay rồi. Giờ tôi sẽ áp dụng với lại xì tin thử nha mọi người. Đây rồi, bỏ xì tin vô xong rồi mình sẽ bắt đầu là bỏ thêm một cái đá CO2 này nữa. Đặc điểm của cái đá này chắc ai cũng biết rồi, vào nước là đá sẽ bốc khói bay lên rất là nhiều khói luôn, và đặc biệt là khi kết hợp với xì tin thì cực là đẹp luôn. Cái màu đỏ hòa quyện cùng với cái làn khói trắng, trời ơi đẹp đỉnh cao. Tính ra uống là phụ mà làm màu mấy cái trò này mới là chính nè. Tính chất của đá là đá CO2 nên mình có thể uống được nha, nhưng mà không có thể ăn được đâu. Ủa là trời, nó lạnh mà nó sôi sùng sục sụp lên vậy nè mọi người. Đúng rồi, tôi thấy là lượng ga nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Còn lại là nó giống y chang nước bình thường vậy đó mọi người. Xì tin uống sao là mọi người uống cái nước này nó y vậy thôi. Mà có điều được cái là nó đẹp nha mọi người, nó đẹp thiệt. Một cái bánh trung thu độc lạ nhất từ trước đến giờ. Chiếc bánh trung thu có ở Bình Dương thôi. Lạ mọi người. Đảm bảo trong đời bạn chưa bao giờ thấy một cái bánh trung thu có cái nhân này. Đây là cái bánh trung thu nhưng nó không phải là cái bánh trung thu. Không, nó là cái bánh trung thu. Nó là cái bánh trung thu khổng lồ. Nhưng phần nhân của nó chưa một ai có, đó chính là mochi. Cái này tôi mua là 159.000. Nó bự hơn cái mặt của tôi luôn. Phần vỏ bên ngoài thì mềm tươm dầu, mở ra bên trong một cái thôi mọi người sẽ hết hồn liền luôn. Đầu tiên là lớp nhân khoai môn, sau đó là mochi, rồi tới cả trứng muối chà bông. Có được cái bánh này, trời ơi, thức tới 3 giờ sáng chỉ để ngồi coi tớp tớp để được cái này thôi đó mọi người. Nhờ có lên on TikTok 3 năm mà tôi kiếm được cái bánh này. Chiếc bánh trung thu có ở Bình Dương thôi. Lạ mọi người, bánh trung thu nhưng không phải là bánh trung thu là đúng cái này hết cho. Cái nhân của nó là bánh mochi. Ở trong này nè, nó có trứng muối nè, mochi nè, khoai môn nè. Giờ em sẽ lấy. Ngon,
Ê, ngon lắm á. Cái phần mochi nó dẻo dẻo, cái phần quay môn nó thơm mà nó ngọt. Trứng muối được nghiền chung với trà bông. Trời ơi, trứng muối nhập họng. Ôi, ngon hơn mấy cái bánh nội địa luôn, ngon hơn nhiều, ngon bánh nội địa nhiều. Kiểu nó là nhân ngọt và nhân mặn hòa quyện với nhau mọi người ơi. Khoai môn mochi là nhân ngọt nha, nhưng mà trứng muối và trà bông được nghiền với nhau rất là nhiều luôn. Nè, để em cắt cho mọi người xem nha, cái phần mochi nè, trứng muối nè, khoai môn nó nhiều cỡ nào nha. Nó kết hợp lại với nhau đỉnh cao mọi người, cái vỏ ngoài là bánh trung thu nha mà lại kết hợp với bánh mochi nữa. Ê, cái này đỉnh cao thiệt sự, nó ngon. Nấu cháo bằng ly giữ nhiệt và cái kết bất ngờ. Hai ly giữ nhiệt chính hãng của nhà Lóc Anh Lóc này tôi mua chưa tới 250 cành nữa mọi người. Đặc điểm của ly giữ nhiệt này nó còn có cái nút khóa lại nữa. Ly màu tím anh đào này bên trong sẽ dùng thép không rỉ 316 nha. Bên dưới nó còn có lớp silicon chống trơn trường nữa nè. Tôi sẽ ngâm gạo tầm 2 tiếng, sau đó bắt đầu sẽ nêm gia vị, bỏ vài sợi đông trùng, kỷ tử, long nhãn rồi xíu táo đỏ nữa nha. Còn cái ly màu hồng này thì tôi sẽ luộc trứng nha. Trứng thì mình luộc tầm 30 đến 45 phút là nó đã chín rồi, nhưng mà riêng về cháo là mình phải để qua đêm. Khúc này là vừa làm vừa rén á mọi người, tại vì không biết là để qua đêm thì cháo nó có chín hay không. Tính ra nấu cháo bằng ly giữ nhiệt đúng là là Bình Dương luôn. Theo tôi được biết cái ly màu hồng này sẽ giữ nhiệt được trong vòng 8 tiếng và cái ly màu tím này sẽ giữ nhiệt được trong vòng 6 tiếng. Giữ lạnh là được nguyên ngày luôn nha. Rồi qua sáng ngày hôm sau mình sẽ mở ra. U là trời, mở ra nó cực kỳ thơm luôn mọi người ơi, tại tôi hầm chung với lại nhiều thứ á. Đây là cái cách mà tôi test ly giữ nhiệt thế thôi, cháo nó vẫn chín nha mọi người. Nhưng tôi nghĩ cái này mà tôi bỏ ít gạo một xíu nữa thôi là tôi thành công hơn nữa, tại vì cái này nó hơi có hẹp bị sượng á mọi người, nhưng mà nói chung là cái ly giữ nhiệt này ok nè. Luộc trứng là quá tầm thường rồi, bây giờ tôi chơi tới nấu cháo luôn. Lần đầu ăn thử trái trứng gà và cái kết bất ngờ. Và đây cũng là lần đầu mà tôi mới biết tới cái tên là cái trái này có tên trái trứng gà đâu mọi người. Chỗ tôi gọi là trái lê kim ha. Xong nghe mấy đứa bạn của tôi kêu á, trái này là trái trứng gà, tôi tưởng nó nói là cái vị giống trứng gà nên là đặt cái trái trứng gà thôi, đâu ngờ nó có cái tên là trái trứng gà luôn đâu. Ở chỗ tôi á thì không có trái này. Đặc biệt nha mọi người, mình ăn vô bên trong tôi nghĩ là nó sẽ có sợi sợi xới xới mọi người, nhưng mà ai ngờ đâu nha. Nó bột bột, nó béo béo nha mọi người, mà ăn nó kiểu dẻo dẻo nữa. Mà mọi người biết là ông mập nhà tôi kêu nó giống gì không mọi người? Giống với lại trái sầu riêng nha mọi người ơi, mà có cái mùi trứng gà béo béo nữa. Nhưng mà nó rất là ngọt luôn nha mọi người, nó ngọt từ ngoài vào trong nha. Cái chỗ nào mà cái màu nó càng đậm nó sẽ là càng ngọt nhất nha mọi người. Nó kiểu dạng bột bột béo béo á mọi người, nên nó rất là nhanh ngán nha. Với lại ăn cái trái này cái tay của mình dễ bị vàng lắm nè. Và cái hộp của trái lê kima rất là giống với cái hộp của trái sầu riêng. Khoan, sẵn tiện là tôi mới phát hiện được một điều này nha mọi người, chắc cái này là tôi là người biết cuối cùng luôn. Trái măng cụt á, mình có thể coi được cái muối của nó ở cái đít của cái trái dày nha mọi người ơi. Nó hiện lên bao nhiêu muối á, là bên trong nó sẽ có bấy nhiêu muối luôn. Bây giờ nó như cánh hoa vậy á mọi người, nếu nó hiện lên 5 cánh là 5 muối, hiện 6 cánh là 6 muối, 7 cánh là 7 muối. Tính ra tôi rất là thích ăn măng cụt luôn á mọi người, mà đến bây giờ tôi mới biết cái tiếp mà để coi được cái muối bên trong của trái măng cụt như thế nào. Cũng là kẹo dẻo cuộn kem mà nó lạ lắm mọi người ơi. Rồi nha, mọi người biết một cái hộp kẹo dẻo này là bao nhiêu tiền không mọi người? Gần 100 cành nha, mà được có 6 cây à. Đây mình sẽ bắt đầu sử dụng một cái cây này nha mọi người. Đặc biệt của cái kẹo này luôn là nó rất chua, nó rất chua luôn. Điều tiếp theo là nó rất khó mở nha mọi người ơi. Tôi mở nó bị dày không rồi mọi người. Gần hết 3 cái là cái nào tôi cũng bị rách dày luôn, nên tôi quyết định nó chấp giá lại luôn. Đó, thấy mọi người banh ra vậy nè, rồi cho kem dừa vô. Sau đó gói lại, mà khúc này là tôi đã thấy lấn cấn rồi mọi người. Lúc này tôi còn thấy mọi người hay gõ gõ lên nữa mọi người, thể hiện độ giòn mà sao tôi thấy nó đâu giòn gì đâu rồi. Cắn vô một cái nhìn nó cũng mềm dẻo à. Mà cái kẹo rất là chua nên tôi quyết định là thôi mình sẽ lấy bánh tráng mình cuộn kem thử coi nó ngon không. Này là bánh tráng vơi xương mị sượng đàng hoàng nha mọi người. Sau đó mình cũng gói kem lại luôn nha. Ê, nhưng mà bánh tráng mà cuộn kem dừa này ngon mọi người ơi. Cái lớp kem bên trong thì ngọt, bánh tráng bên ngoài dẻo dẻo dai dai và dày dày, kiểu dạng nó là bánh tráng vơi xương mà. Tính ra món này ngon nha mọi người ơi, với lại rẻ nữa. Bánh tráng vơi xương thì nhà tôi có sẵn rồi, còn kẹo mắc nha mọi người, nên là thôi mình ăn bánh tráng lại đỡ đi. Đố mọi người phim này là phim gì? Nhưng mà bánh mì mà kết hợp với lại mứt dâu mà còn ăn với lại phô mai nó hơi kỳ ha. Mình sẽ làm thử. Đầu tiên mình phải cần một ổ bánh mì siêu bự như mọi người. Tôi kiếm cái ổ này là giống như trong phim hoạt hình nhất rồi đó. Sau đó mình sẽ cắt đôi ra như vậy nha mấy bà. Sau đó mình sẽ cần tiếp là xúc xích, nhưng mà tôi chọn xúc xích tỏi mấy bà cho nó giống như là trong phim luôn. Sắp phủ đều lên trên cái bề mặt bánh mì cho tôi. Điểm độc lạ nè mọi người ơi, ở đây sẽ dùng một cái lớp sốt nha mọi người, và là sốt dâu nha mọi người ơi, mứt dâu mấy bà. Mà cái số lượng bỏ vô là đổ cái ào lên nha, là thiệt nhiều luôn á, nó đầy phủ trên cái bề mặt bánh mì luôn. Nhìn em vậy thôi nha, chứ cái tay của em bắt đầu run run sợ sợ rồi đó mọi người, tại vì đồ ngọt ăn cùng với đồ mặn đã vậy còn bỏ thêm quá trời phô mai vô nữa. Công thức này có thiệt sự là ổn không trời. Sau đó sẽ bỏ thêm một lớp xúc xích tiếp theo vô. Tính ra ổ bánh mì thì em làm giá hơn 100 cành đó mọi người. Hai cây xúc xích giá 70 cành, hộp mứt dâu nữa 70 cành, ba lát phô mai 24 cành, tính ra là gần 150-200 cành nữa. Nhưng mà món này ngon nha mọi người ơi. Ê, đỉnh cao luôn. Phô mai béo, thịt dăm bông, xúc xích ngon. Ê, ngon không thiệt. Thôi tôi đi tới. Kẹo trong phim mộ đom đóm nổi đình nổi đám một thời, giá tận 200 cành thì liệu có ngon. U là trời, đây là một cái loại kẹo mà em kiếm khó nhất từ trước đến giờ luôn. Kẹo Sakuma trong bộ phim mộ đom đóm này hầu như là nó đã ngừng sản xuất rồi. Một cái hộp này em mua giá là 200 cành đó mọi người, kiếm cũng hơi bị cực luôn á, nhưng mà cái thiết kế hộp rất là đẹp nha. Cái phần nắp này giống như là cái bình nước vậy đó mọi người. Em đếm trong đây thì có rất là nhiều vị nha, tổng cộng là tầm 40 viên. Viên kẹo thì khá là to, nhiều mùi như là dâu, cam, bạc hà, chanh, dứa, nho các kiểu, và có hình thù của cái trái cây luôn. Nhớ, ê ngon. Ê, nó có cái chữ tiếng Nhật cái này luôn nè.
Thơm, độ ngọt vừa phải. Nó thích cái vị giác của mình lắm mọi người ơi. Dầu nhờ có lên on TikTok 3 năm mà tôi mới biết được cái kẹo trái cây trong phim Mẫu Đốm Đốm này á, biệt nó lại không bị quá ngọt nữa nha mọi người, ăn dính lắm luôn á, mùi trái cây cực kỳ đặc trưng nữa, mà cái hộp này nè mọi người, mình ăn xong rồi mình có thể làm cái bình nước để uống luôn. Làm chuối bọc sô cô la với đá khói. Đầu tiên là mình sẽ cần một trái chuối nha, nhưng mà tôi thấy rất là làm nữa. Phủ thêm đá khói thần thánh lên trên nha. Mình phủ lên cho nó đầy lên nha mọi người ơi, thì mặt lạnh của cái chuối nó sẽ đều hơn. Mà thiệt sự mọi người, nếu mà các bạn muốn làm kem mà nhanh thì nhanh, mà không cần phải bỏ tủ lạnh đợi lâu thì chơi đá khói cho tôi bắt là nhanh luôn. Nhưng mà cẩn thận nha mấy bà, tại vì nếu như mà cái tay mình đụng vô đá khói nó sẽ bị phỏng tay á. Độ lạnh của nó gấp rất nhiều lần so với đá thông thường. Khi mà trái chuối nó cứng lại rồi, tôi sẽ lấy bọc với lớp sô cô la được nóng đun chảy ra. Mà do trái chuối nó được đông đá đó mọi người, nên nó quấn với sô cô la là nó lạnh lại liền luôn mọi người, là cái lớp sô cô la bên ngoài nó đông lại luôn á. Người ta nói cắn cái trái chuối một cái thôi mọi người ơi, nó cứng mà nó lên tới ốc luôn, nó y hệt kem chuối luôn. Nó cứng bên ngoài mà nó dẻo bên trong mọi người ơi. Thôi ăn như là kem vậy á. Ăn chân kem luôn. Không khỏi này là sô cô la vậy. Ngon. Làm kẹo mật ong theo trend trên TikTok. Nhìn cái clip mấy bạn ăn kẹo mật ong á mọi người, rồi tao nói mờ lem quá đi. Với một đứa như tôi thì rồi, nó bắt đầu chạy đi mua cái hộp kẹo nè mọi người ơi. Hộp kẹo tôi chọn sẽ là hộp kẹo sô cô la nha. Kẹo này tao nói nó siêu ngon luôn mọi người ơi. Cái lớp sô cô la nó không bị ngọt quá đâu nha, nên tôi nghĩ là ăn với mật ong nó sẽ không có bị ngọt. Sau đó mình sẽ lấy mật ong nha, mình bỏ vô cái chai mọi người ơi. Nhưng mà tôi sẽ tiết kiệm mật ong bằng cách là tôi bỏ nửa chai thôi, tôi lật cái đầu nó lại. Mình sẽ đem bỏ vô tủ lạnh nha mấy bà, đợi tầm một xíu thôi là nó sẽ đông lại như vậy nè mấy bà ơi. Nhưng mà sô cô la nó bị lặn xuống dưới hết trơn rồi mọi người ơi. Cái này đúng ra tôi phải bỏ nhiều hơn nữa. Mới lại phải tách cho nó nhuyễn cái miếng kẹo ra luôn. Và bây giờ mình sẽ bóp cái chai cho nó lòi cái kẹo lên như vậy nè mọi người ơi. Ăn thử một xíu nha, chỗ nó rất là dẻo và thơm mùi mật ong luôn. Mà tao nói nó dẻo dẻo nhưng mà nó lại mát lạnh nè mọi người ơi. Giống như mặt nha vậy đó, nhưng mà mật ong thì nó ngọt nha mọi người. Nhưng mà bị cái là kẹo sô cô la nó không lên nha mọi người ơi. Nhưng mà nó lên kẹo sô cô la mà nó lên thì nó cũng bị ngọt quá đó. Ê nhưng mà cái này bà bèo nào mà tới cái ngày mà thèm ngọt á mọi người, ăn cái này thôi là đã nè mọi người ơi. Ở Hà Nội 5kg hơn 100 cành mà ngọt bằng với lại trái cherry. Thì liệu sự thật sẽ ra sao, cùng tôi đi mua thử nha. Trời lúc mà tôi mở ra tôi hết hồn luôn mọi người ơi. Trái mận trái nào nó cũng to hết trơn luôn. Mà cái size trái nó đều đều nhau nhìn đã lắm luôn á. Ở đây có ai giống tôi không mọi người? Hầu như là tôi biết đến cái mận này với cái tên là mận Hà Nội, nhưng mà thật chất là nó không phải ở Hà Nội đâu. Nè mọi người nhìn cái tay tôi to mà tôi cầm cái trái mận lên nó siêu bự luôn á mấy bà, bên trong thì đỏ ao. Và cái này là tôi còn mua trên TikTok shop nữa đó mọi người. Và đây tôi sẽ gọt vỏ một trái ra ăn thử nha mọi người ơi. Mình gọt vỏ xong mình sẽ chấm một xíu muối nhuyễn nè mọi người. Trời ơi mọi người, tôi luôn phải nói một cái từ thôi là ngọt liệm luôn á. Nếu mà các bạn nói tôi nói quá tôi chấp nhận chịu, nhưng mà thiệt sự là nó giống với trái cherry luôn đó mọi người ơi. Mà giá tính ra nó bằng 1/10 trái cherry à. Khi nhận được trái mận sẽ có cái lớp phấn áo bên ngoài vậy nè, và khi mà mình ăn á thì tôi sẽ rửa lại nha mọi người. Ăn cái vỏ cái bên ngoài nó sẽ giòn giòn sần sật nha, nhưng mà nó không hề bị đắng hay nhẫn gì luôn. Một cái trái nó bự đến nỗi phải cắn tận 3 cái nha. Và tôi đã review rất là nhiều mận chi lê rồi mọi người ơi, mận Hà Nội này á nó vẫn y chang mận chi lê luôn, nó ngọt cỡ đó luôn á. Trà mận Hà Nội ngon hơn cả trà mảng cầu, liệu có thiệt cái không? Năm tam tai của mảng cầu dần qua thì bắt đầu tới mận Hà Nội nha mọi người ơi. Nhưng mà điểm cộng là mận Hà Nội rất là rẻ. 1kg mà có 30 cành nè mọi người ơi. Mình bắt đầu sẽ cắt nhỏ mận Hà Nội ra nha. Sau đó cho đường vào để thấm đường 30 phút, sau đó sẽ ra nước vậy nè. Bắt đầu mình sẽ mang lên sơ nha mấy bà. Một công thức nấu trà cực kỳ yêu thích của tôi luôn là sẽ lấy trà lài nhưng mà xíu ô long vô nữa nha mọi người, cho nó có bị nhẫn nhẫn. Sau khi nấu trà ra xong rồi mình sẽ vắt lấy cái nước nha mọi người ơi. Bỏ cái trà ra, tao nói trời ơi, nấu hai cái trà này kết hợp với nhau nó siêu thơm. Sên mận với đường xong mới để một xíu nó sẽ hơi sệt lại nha mọi người. Xong rồi mình sẽ lấy bỏ vào cái ly nè, rồi bỏ cả, sau đó các bạn vắt hai trái tắc vô để dằn lại. Mà tính ra mùa này mận siêu rẻ luôn á mọi người, mận rẻ nhất từ trước đến giờ tôi từng biết luôn, tại vì tôi rất là thích ăn mận Hà Nội. Mà tôi nhớ mấy mùa trước là giá chưa bao giờ rẻ như là lúc này luôn á. Trái mận thì to bự mà đặc biệt rất là ngọt luôn nha mấy bà. Bỏ đá vô xong rồi nhớ cho thêm một muỗng mứt mận vô nữa nha mấy bà. Xong rồi mình cắt ra thêm một xíu mận ra nữa. Tôi nói trời ơi, cái món này cực kỳ dễ làm luôn mọi người ơi, mà uống ngon nha mọi người, đúng ngon luôn á, không thua kém với trà mảng cầu đâu nha mấy bà ơi. 1 chín 1 mười mà bây giờ mảng cầu mắc lắm nên bây giờ mình uống trà mận đi cho ok la nè. 1kg mận Úc có giá tận 300 cành. Có gì đặc biệt mà giá cao như thế? Đó 246 trái mận này tôi mua với giá là 300 cành nha, luôn tiền ship là 44 cành nữa là 344 cành đó. Ban đầu tôi nhìn vô trái mận tôi hết hồn luôn mọi người ơi, nó siêu to. Mà đến cái độ mà nguyên cái dĩa bự nhà tôi để 6 trái mận mà không vừa nha. Trái là bằng một cái lòng bàn tay của tôi, hai trái là nguyên cái bàn tay. Cái mận Hà Nội thì cầm vô cái vỏ nó sẽ hơi mềm nha mọi người. Cắn một cái thôi là tứa nước luôn nha, rất là nhiều nước bên trong. Phần vỏ nó sẽ nhẫn nhẫn đắng đắng y chang mận Hà Nội luôn, và phần ruột nó sẽ ngọt. Nhưng mà ngọt cái kiểu mà chua chua ngọt ngọt á mọi người. Cái món này là phải chấm với muối nha, nhưng mà cái lượng nước nhiều quá chấm với muối
rất là dễ bị sặc luôn. Tính ra tôi cắn gần nửa trái rồi mà tôi vẫn chưa thấy cái hộp mận nằm đâu hết trơn. Ừ, tính ra mọi cái trái mận là giá 50 cành nha. Nhìn như kiểu là mận Hà Nội nhưng mà size khổng lồ vậy đó mọi người ơi, y chang như mận Hà Nội luôn. Và cái phần ruột là đỏ ao luôn nha mọi người, nhưng mà ăn nãy giờ là mới vô tới được cái hộp nè. Nhưng đỉnh cao là gì mọi người biết không? Nếu như cái trái mận bự thì cái hộp nó phải bự đúng không? Nhưng không có đâu nha, cái hộp nó nhỏ ngang ngửa là cái hộp mận Hà Nội luôn. Cái hộp nó nhỏ xíu vậy nè, tính ra ăn một cái trái mận là đủ no luôn. Nhưng mà nó ngon, chua chua ngọt ngọt và rất là nhiều nước nữa mọi người. Tới bây giờ tôi lồng tiếng mà còn ứa nước miếng nữa. Măng cụt sấy bỏ vô nước thì có thành ra nguyên trái măng cụt không? Cái này là thể theo bình luận của các bạn nên tôi sẽ đi mua măng cụt sấy về tôi ngâm nước luôn. Mà một bịch này là có giá tận 200 cành lận á nha, trong đây nó sẽ có nhiều gói. Mỗi gói này là hai trái măng cụt sấy kèm một cái gói hút ẩm. Tôi nói trời ơi, cái gói hút ẩm nó còn nặng hơn gói măng cụt sấy. Nhưng mà cái vị của măng cụt sấy á mọi người, nó sẽ chua chua ngọt ngọt, ăn rất là lạ luôn, cảm giác như là mình ăn cái bánh. Nhưng mà cái vị là của măng cụt. Tính ra ký măng cụt tôi mua là 50-60 cành, mà cái này tôi mua cũng là gần một ký măng cụt đi tầm 10 trái, mà sấy lên một cái thôi là giá nó gấp 5 lần. Rồi nè, bây giờ không biết măng cụt sấy có cái gì mắc, mình sẽ bỏ vô nước coi nó có ra nguyên trái măng cụt hay không. À đây, nó ra nguyên trái măng cụt luôn nha mọi người. Mọi người nhìn cái sợi tơ thịt của cái trái măng cụt nè. Tính ra 10 trái măng cụt sấy sẽ mắc gấp 5 lần 10 trái măng cụt tươi. Đó, mặc dù mình ngâm nước là nó ra lại nguyên trái măng cụt vậy luôn nè. Này là em không có hề bỏ trái măng cụt vô em ngâm nha mọi người. Cái này là cái muối măng cụt hồi nãy em bỏ vô luôn. Thề luôn á, nó y chang 99% cái miếng măng cụt bình thường luôn. Nè mọi người, cái muối nữa nè. Trời ơi, ê thần kỳ á. Tới bây giờ mà em làm nó vẫn, em vẫn cảm thấy thần kỳ với cái trái này luôn á mọi người. Là bây giờ nó thành trái măng cụt thiệt luôn. Cái này mình ngâm càng lâu là nó sẽ càng hút nước vô nha, là nó sẽ càng ra trái măng cụt luôn. Những cách ăn bánh sữa chua độc lạ có thể bạn sẽ không biết nhưng rất là ngon. Đầu tiên là mang cái bánh sữa chua này đem đi bỏ ngăn đá cho tôi nha mọi người ơi. Còn nhân sữa chua bên trong nó sẽ đông lại nha mọi người ơi. Trời ơi, ăn như một cái hơi nó mát mà nó đã dữ lắm luôn á mọi người ơi. Nhưng mà bên ngoài cái lớp sandwich nó vẫn mềm, không bị quá cứng nha. Trời ơi, ăn vô còn ngon hơn cả là khi mà mình ăn bình thường đó mọi người ơi. Nhớ nhất định là ai mà có cái bánh sữa chua này phải bỏ ngăn đá cho tôi nha. Tiếp theo là tôi sẽ đem đi bỏ vô nồi chiên không dầu và tôi sẽ mang đi chiên luôn để coi coi hai cái này cái nào sẽ ngon hơn. Mà trước mắt là tôi thấy nếu như mà mình chiên cái dầu á, sandwich nó sẽ hút dầu vô nha, cái này nó sẽ hơi mập một xíu nè. Nhưng mà khi chiên xong tôi nói để ra cái dĩa thấy mà lem cực kỳ luôn. Còn đây là hai cái này trong nồi chiên không dầu nè mọi người, kiểu như là tôi để trong nồi chiên không dầu hơi bị quá lửa nha. Nhưng mà trời ơi, ở bên trong nó bóng bẩy. Tính ra lấy bánh sữa chua này mà chiên lên là cầm lên tay nó chắc cực kỳ luôn. Mọi người có nghe được cái âm thanh giòn của cái bánh không mọi người ơi? Bình thường nó mềm nó mịn nha, còn bây giờ nó giòn bên trong nó mềm bên ngoài nó còn béo lại cái nhân nhân nữa. Sữa chua này nhất định các bạn phải mang đi chiên một lần thử nha, ngon. Ốc vừa chợ Bến Thành một lon ốc có giá tận 130 cành. Liệu với cái giá này có thật sự quá đắt? Cái mâm ốc nhỏ nhỏ nằm ngay góc đường của chợ Bến Thành thôi. Mà cái giá tiền là không có nhỏ đâu á nha mấy bà. Tại vì một lon như vậy có giá là 130 cành. Ốc này thì không có đi kèm nước chấm gì hết trơn á mọi người. Tại được nêm nếm xào sẵn rồi trong đây luôn rồi. Khi mà về đổ ra thì được một cái tô nhỏ vậy nè mấy bà. Và theo tôi thấy ốc vừa ở đây sẽ có con to con nhỏ khác nhau luôn nha mọi người. Kiểu nó không có đều á. Rồi mấy con mà tôi đang lễ mọi người là nó siêu to luôn nè mọi người. Này như con này là nó gọi là dạng to rồi đó. Theo tôi nhớ là cái size của nó là size đại cồ thì phải. Đặc điểm của ốc vừa là cái phần đít rất là ngọt luôn mọi người ơi, bởi vì nó sống quanh cây dừa nên thịt nó rất là ngọt luôn. Và nếu như bạn nào thích ăn ốc dừa rồi, tôi nói thiệt với mọi người bao nhiêu là cũng không đủ hết. Ở đây cô sẽ xào mặn ngọt là nêm nếm vừa đủ nha mọi người, có cái độ cay nhẹ luôn. Mà theo tôi ăn á, tôi cảm giác có cái độ béo béo của nước cốt dừa nữa không. Cô ngồi cái góc tiệm vàng đối diện xéo xéo với chợ Bến Thành đó nha. Sấy hamburger ăn liền thì sẽ như thế nào? Clip trước tôi review hai cái hamburger ăn liền thì mấy bạn thấy còn dư hai cái nên comment vô kêu tôi mang đi sấy luôn nè. Theo tôi không nhầm thì cái hamburger này là vị cá đó mọi người, là cái bao bì bên trong nó cũng y chang mấy cái kia, không khác gì hết trơn á. Nó cũng có cái gói đồ ăn được hút trong khẩu như vậy nè. Rồi mình sẽ mở cái hamburger ra nha, rồi bắt đầu bỏ vô nha mọi người ơi. Cái này nó sẽ có một cái mùi dầu dầu kiểu như mấy cái đồ nội địa Trung vậy á. Ai mà nghe được cái mùi này á thì thấy ok la, còn như tôi thấy nghe nó hơi sợ sợ xíu tại nó có mùi dầu á. Và đặc biệt nha mọi người, cái bánh hamburger này, cái bánh bông lan của nó ăn cũng ngon lắm á. Chét cái kem nó vô sau rồi mình sẽ bỏ vô lò sấy thôi nè. Rồi mọi người biết mỗi lần mà tôi sấy một món ăn là bao nhiêu tiếng không mọi người ơi? Cầm 9 tiếng đó. Khi mà sấy xong rồi nó sẽ giòn như vậy nè mọi người, kiểu dạng là giòn rộp luôn á. Cái bánh nó giòn, cái nhân nó cũng giòn luôn nha mọi người ơi. Và nó đỡ cái mùi gắt dầu lắm nên là ăn vô cũng ok la nè. Nhưng mà cái bánh này sấy giòn nên ăn ngộ ngộ nha mấy bà. Có chấm thần thánh của cách cay, liệu có thần thánh như là lời cách cay nói? Nghệ trên chỉ bằng một củ sốt muối siêu cay này đây. Là sự kết hợp của muối Tây Ninh hảo hạng được rang xay tự nhiên với các gia vị độc đáo. Mà coi bánh tráng phơi xương buổi khuya là tôi phải đặt cho bằng được đó mọi người. Củ sốt chấm này là 500g, giá là 87 cành. Mà nếu mình mua nguyên cái set như tôi với giá là 124 cành. Về cái chất sốt đó mọi người thì không quá đặc cũng không quá lãi. Nhưng mọi người mình sẽ thấy được cái hạt muối ở trên luôn, rất là thơm mùi tắc nè. Bánh tráng ở đây một sắp sẽ là 200g, là cái chất bánh tráng phơi xương thông thường như là mình ăn bánh tráng phơi xương muối hành phi vậy á. Trong đây tôi thấy nó còn có một xíu tiêu nữa mấy bà. Và cái này là cảnh báo cho bạn nào mà không ăn được cay
thôi đừng mua nha mọi người ơi, tại vì đúng rồi nó cay lắm mọi người. Với sức tôi là một đứa ăn cay nhiều nhưng mà tôi vẫn thấy nó rất là cay. Nó cay đến cái mức á mọi người, ăn một hồi thôi nha mọi người là cái đầu của mình nó đổ mồ hôi ra luôn á. Tôi thấy hình như á là ở bên Cascai này nè mọi người, khi mà mình mua bánh tráng của Cascai là được trích phần trăm để nuôi mấy em mèo hoang nữa. Nên là bình thường so với những bánh tráng khác á tôi rất là ưu ái cho Cascai nha mọi người, tại vì đây là một cái shop rất là dễ thương. Và đây là tôi sẽ cuốn thử nha mọi người, mình sẽ lấy một cái miếng bánh tráng bự luôn rồi mình bỏ cái sốt vô vậy nè. Nhưng mà ăn kiểu này là rất là cay nha mọi người, đừng có làm giống tôi nha, mình chỉ nên xé từng miếng ra mình ăn thôi. Rồi xác định luôn, ăn cái này xong là nó bao cay luôn mọi người, nó cay một hồi rất là lâu. Cao dầm má tám có chân dâu siêu to khổng lồ đã vậy, có sự dễ thương cực kỳ của má tám. Mới quen thấy má tám treo cái bảng này khoe cháo má tám, thấy má tám dễ thương rồi. Cao má tám sẽ đặc biệt hơn những chỗ khác là má tám sẽ tự làm từ cao luôn, chỉ có lấy bột Milo thôi nha. Điểm đặc biệt là cứ một ly cao là má tám sẽ múc một cái muỗng cao đặc như vậy vô nè. Mua về là má tám sẽ cho chân dâu riêng nha, cao riêng nha, rồi đá riêng luôn. Một ly vậy sẽ là 25 cành nha bà, là 10 cục chân dâu siêu to luôn. Nói cái ly của má tám mua về nha mọi người vẫn rất là đẹp đẽ luôn nè. Ê cái này là điểm cộng nha, và đặc biệt là cao của má tám nhìn rất là đậm, và tất nhiên là không thể thiếu bánh mì để chấm cùng cacao rồi. Ta nói trời ơi, cái lớp nước cacao thì đậm đà nha, ngọt ngọt thơm, có vị nhẫn nhẹ kèm với bánh mì giòn rụm. Và trong tất cả cái tiệm cacao á, đúng là má tám mang về là chỉnh chu nhất nha mọi người, tại vì má tám sẽ để riêng từng món luôn, mùa mưa mà mang về ăn là đúng bài. Địa chỉ ở đây là 14 Trần Bình Trọng, quận 5, bánh mì là má tám cho thêm nha mọi người. Thử thách ăn rau ướp đá khói và cái kết bất ngờ. Thấy mấy chị này làm salad với đá khói đã quá nè, nên tôi bắt đầu cũng rồi xong rồi đó. Tới công chuyện chuyến này với tôi nha, món thứ nhất mình cần sẽ là đá khói nha. Sau đó mình sẽ rửa sạch rau rồi ướp lên đá khói nè. Các bạn phải thiệt là kỹ nha, chứ không thôi để cái tay của mình mà nó chạm vô cái đá khói là nó bị bỏng lạnh đó. Bắt đầu tôi sẽ ướp thêm một lớp lên trên nữa cho nó dễ thành đông lại luôn nha. Và một thứ mà tôi siêu thích với đá khói là mọi người nhìn nè, trời ơi tôi nói nó thổi luôn cái tôi là siêu đẹp. Ôi ôi nhìn cái clip tôi tưởng bồng lai tiên cảnh không mấy bạn. Và đây bây giờ tôi sẽ ăn thử nha. Ôi là trời, tại nó lạnh mà nó giòn rụm luôn nha mọi người. Ngon nha, rất là dễ ăn luôn, nhưng mà nó bị dính cái môi của tôi. Lại cái món trong cái bộ phim hoạt hình này à, đố mọi người hoạt hình này là hoạt hình gì? Thì bây giờ em sẽ làm theo đúng y chang trong hoạt hình này luôn nha. Là em dùng mứt mâm xôi nha mọi người. Đó, là raspberry nha. Đợt lý trước em làm em dùng mứt dâu nhưng mà không phải đâu mấy bạn, nói tôi quá trời luôn, bình luận rất là nhiều vô cái bài của tôi. Nó cái mứt dùng trong phim hoạt hình là mứt raspberry, tức là mứt mâm xôi á mọi người. Còn các bạn kêu mứt cà chua nữa. Thì bây giờ tôi sẽ làm thử với mứt mâm xôi coi nó ngon không nha. Là xúc xích tỏi nó khá là to mọi người, sau đó cho thêm mứt mâm xôi vô nữa nha. Khúc này là bánh mì mặn nhưng mà ăn với mứt ngọt. Tính ra nhờ có lên on TikTok 3 năm mà tôi học được quá trời món độc lạ luôn. Phủ dày lớp phô mai vô cho em, bây giờ ăn một cái nè. Cái miếng phô mai này nó ngon, cái miếng phô mai đợt trước luôn mọi người, màu vàng nó ngon hơn. Raspberry ngon, đi kèm xúc xích tỏi ngon luôn. Món này ngon nha, kiểu gì ăn nó vẫn ngon. Đi với mứt là ngon. Hôm bữa là em quay với mứt dầu, bây giờ là em quay với mứt raspberry. Trong phim hoạt hình là anh để em raspberry đúng không mọi người? Thôi, cứ chung là mức này cũng ngon nha. Một tiệm bánh donut được mệnh danh là ngon nhất và rẻ nhất Việt Nam, liệu sự thật có phải vậy không? Điểm đầu tiên là muốn ăn được cái tiệm bánh này, một là bạn phải đến sớm đúng giờ mở cửa luôn nha, còn hai là bạn phải xếp hàng dài thiệt dài để đợi. Đây là tiệm bánh của cô chú người Nga nổi tiếng nhất cái Vũng Tàu luôn. Mà hồi xưa tôi biết cái tiệm bánh này là tưởng bánh donut là 1k mọi người, nhưng mà về sau mới biết là 1k là một cái hộp này thôi nha. Nhưng mà một hộp này 6 cái với cái giá 45 cành này đối với tôi là tôi thấy quá rẻ luôn á. Điểm đặc trưng của cái bánh donut này là lúc nào nó cũng trong tình trạng nóng hết trơn á, và ăn cái bánh này vô tôi đảm bảo là các bạn sẽ bất ngờ nha mọi người. Bên ngoài cái lớp vỏ thì giòn ngọt ngọt của cái sốt sô cô la, phần bột bên trong thì mềm hơi hơi xốp một xíu. Tôi có nhỏ bạn thích ăn cái bánh này mà bỏ tủ lạnh lắm luôn á mọi người. Mỗi lần mà xuống Vũng Tàu là không thể nào mà tôi bỏ qua cái món này mọi người ơi, bây giờ nhắc lại vẫn thèm. Muốn không xếp hàng nhớ đi lúc 2 giờ nha. Đây là cái clip tôi sẽ trả lời thắc mắc vì sao ly trà Mãn Cầu Vi Anh mà tôi mua với giá 50 cành thì tôi được báo giá là mỗi ly là 50, nhưng mà thật ra cái ly này là 25 cành, nhưng mà ở Sài Gòn sẽ có những cái bạn chạy về Đức Hòa Long An để mua trà sữa và đợi xếp hàng giùm mình luôn, nên giá này nó sẽ cao hơn. Tại vì bạn nào đã từng xuống uống trà Mãn Cầu Vi Anh rồi cũng biết nha mọi người, đợi xếp hàng rất là lâu và rất là nóng. Và cái này là tôi đã có nói trong clip luôn mọi người, nhưng mà chắc là mọi người hiểu nhầm ý tôi á. Thật ra nếu mà một cái ly trà Mãn Cầu với giá 25 cành, lượng Mãn Cầu này với lại chân châu trắng nữa thì giá là rẻ nha mọi người. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện chồng tiếng mà mọi người chửi tôi quá chửi trên clip luôn nè, là tại vì tôi quên tắt cái tiếng clip gốc của mọi người mà tôi nhanh lên nó bị ché nữa, xong rồi còn chồng lại âm thanh lồng tiếng nữa. Về khẩu vị cá nhân của riêng tôi á thì trà Mãn Cầu của Vy Anh này rất là thơm mùi Mãn Cầu luôn, uống vào là cảm nhận được cái vị Mãn Cầu đầu tiên. Một ly này còn có cả chân châu trắng nữa, ăn vô sần sật nó đã lắm. Cái loại như trà đào trà vải tôi sẽ thích đậm vị trà, nhưng mà trà Mãn Cầu này mà đậm vị trà quá thì cái vị Mãn Cầu nó sẽ bị mất đi, nên là ở cái ly trà Mãn Cầu Vy Anh nó sẽ không quá đậm vị trà đâu mọi người. Nhìn cái ly này nó sẽ nhạt nhạt như vậy cho mọi người, chứ không phải là màu trà đậm thiệt đậm đâu. Và đối với tôi như là cái clip đầu tôi đã nói đó mọi người, ly trà Mãn Cầu này là ngon nha.
Tốt mọi người, trái này trái gì, trái này là chuẩn miền Tây luôn á. Kiếm cái trái này ở Sài Gòn cực kỳ khó luôn. Những cái trái này những bạn ở miền Tây chắc chắn sẽ biết. Nhưng mà tôi ở miền Tây tôi không biết trái này. Bây giờ mình sẽ ăn chấm với lại muối. 2, 1. Tôi coi trên mấy cái clip người ta cắt đôi cái trái này dễ lắm mọi người. Sao tôi cắt nó rất là khó nha, tại nó cứng lắm. Thơm. Thơm nha. Ngửi cái mùi thì cái kiểu mà thơm thơm, nhưng mà nó có cái hậu chua chua làm sao mọi người. Kiểu như là nó cũng sẽ cảm giác là nó chát chát á. Mà rất là nhiều hột nha. Nên tôi quyết định là sẽ phủ muối ớt thiệt là nhiều vô để ép đi vị cay xuống nữa. Sao nó chát dữ vậy ta? Nó chát lắm mọi người ơi. Nó vừa đắng, nó vừa chát, nhưng mà cái hậu của nó thì ngọt. Cái hậu nó ngọt. Ăn thử trái nữa thôi nha. Chát quá. Ủa sao thấy người ta ăn ngon mà sao tôi ăn nó chát dữ vậy ta? Ủa không ăn được mọi người, cắn hai cái là văng ngược ra liền luôn. Học lạ với trái thần kỳ. Tôi đã từng quay cái trái thần kỳ này một lần rồi nha mọi người ơi. Mà ngày trước là tôi đi xin đó mấy bà. Còn bây giờ thì tôi đi mua nè mọi người. Mà mọi người tin là một cái trái thần kỳ này có giá 50 cành không mọi người? Bây giờ thì tôi sẽ ăn thử nha mọi người ơi. Mà cái trái đợt này tôi ăn là nó ngọt liệm luôn. Nó ngọt hơn đợt trước rất là nhiều luôn á mọi người. Hiểu vì nó là cái trái chín đó mọi người. Và cái hộp của nó cũng rất là to nha. Và để tôi coi với cái trái thần kỳ mà giá cao vậy thì nó có khác gì không nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ thử một lát chanh nè. Ê, nó phát hiện rồi. Cái trái thần kỳ mà càng chín á là cái độ ngọt nó càng dữ. Tôi phát hiện ra được một điều mọi người, trái thần kỳ nó càng chín rồi nó càng ngọt liệm luôn á mọi người. Giống như cái trái chanh này nè, là cái độ ngọt của nó nhiều hơn cả cái trái chanh mà trái thần kỳ hồi trước tôi ăn luôn. Và nếu như mà mình ăn trái tắc vô là y như mình uống nước tắc mà bỏ nhiều đường vậy đó mọi người. Còn mình ăn trái chanh vô là y chang mình uống nước chanh mà bỏ nhiều đường vậy á. Mà đằng sau những cái đứa quay phim cho tôi á mọi người tin là nó tưởng là trái chanh với trái tắc này nó ngọt thiệt của mấy bà, xong rồi nó lấy nó ăn ai ngờ đâu đắng chét luôn. Nhưng sự thật là cái trái này nó rất là ngọt, nó ngọt mà mình không thể tưởng tượng được luôn. Rồi giờ mọi người muốn tôi ăn thử món nào nữa nè. Trứng 33 thì thật sự có tanh hay là không tanh? Đợt clip trước tôi làm về trứng 33 gai mà tôi mua được á, mọi người kêu là trứng 33 không có bị tanh, mà tại sao tôi lại nói là nó tanh? Cái lúc mà tôi nhận được cái trứng 33 rất là nhiều trứng bị bể á mọi người, và tôi cảm giác là nó có mùi hôi luôn. Nhưng lúc mà làm clip á thì tôi nghĩ á là do cái trứng 33 này nó có cái mùi tanh thiệt chứ không phải là do những cái trứng hôi. Đặc biệt của trứng 33 này luôn là lòng đỏ rất là to nha, lòng trắng thì rất là ít. Mặc dù mình có cầm nắm cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không có vỡ cái lòng trứng ra nữa. Mấy bạn nói tôi là mang đi luộc thử đi nó sẽ không có bị tanh đâu. Cái số lượng còn lại mà sau khi mang đi chiên tôi sẽ mang đi luộc nha. Khi mà luộc xong rồi thì cái mùi tanh nó cũng không còn nặng nữa. Tôi sẽ mở thử ra cho mọi người coi bên trong cái trứng nè. Dù có luộc lên thì bên trong cái trứng nó vẫn sẽ mềm mềm như vậy nè mấy bà. Cảm giác là cái lòng trắng nó không có đông lại luôn á mọi người. Và tôi sẽ mở thử cho mọi người coi bên trong cái lòng đỏ nha. Tôi nhớ là tôi luộc cũng lâu lắm luôn á, nhưng mà nhìn cái trứng này nó rất là lạ luôn. Và tôi sẽ ăn thử với muối nha. Khi mà luộc lên là công nhận cái trứng 33 nó béo thiệt mọi người. Và ăn với muối nó có cái độ mặn nhẹ nữa, nó giảm độ tanh hẳn luôn. Ăn với luộc như vậy thì okela này ngon nha. Nhưng mà chắc tôi ăn thử cho biết thôi, không có mua lại nữa đâu. Tại vì tôi cũng không có hợp với trứng 33 cho lắm. Cảm giác nghe cái mùi vẫn còn sợ sợ. Độc lạ với trứng 33 có 102 trong tất cả các loại trứng đó mọi người. Mỗi cái trứng 33 nó rất là nhỏ nha, nhưng mà cái sự hôi của nó thì rất là hôi, nhưng mọi người nó tanh lắm luôn á. Khi mà mình mở ra nha mọi người là hầu như thấy toàn là chồng đỏ không mà nó không có chồng trắng, phải nó là rất rất ít luôn nha. Và mỗi cái trứng của nó dù mình có đè bẹp cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không có bể luôn, giống trứng gà đâu nha mọi người. Độc lạ với trứng 33 cuối nguyên một cái nhà. Tôi bóp liên tục luôn nhưng mà cái lòng đỏ nó không hề vỡ ra luôn. Bây giờ tôi sẽ mang đi chiên thử nha. Nhưng mà nó tanh lắm mọi người ơi, nó tanh nguyên cái nhà tôi luôn. Bây giờ tôi sẽ mang đi chiên coi cái độ tanh nó còn hay không nha. Khi mở cái trứng ra hầu như toàn là lòng đỏ thôi nha. Lòng trắng rất rất là ít luôn, và mình chiên lên là chỉ thấy mỗi cái lòng đỏ thôi. Và cái trứng 33 này chiên lên nó văng siêu siêu văng luôn. Nó hồn, nó chen cái một kẹo thúi luôn. Rất thúi mọi người ơi, bây giờ thử nha. Nhưng mà ở bên trong á mọi người, cái lòng đỏ nó bột bột nè, sần sật nè, béo nha, rất là béo so với những loại trứng khác là trứng 33 rất là béo luôn nha. Và nó giảm được cái độ tanh nếu như mà mình chiên lên á. Nhưng mà nó tanh lắm, nó tanh giống như là mùi mà em bé ị vậy đó. Mọi người đây là trái gì? Ui, để mua được cái trái này ở Sài Gòn là hơi bị khó luôn nha. Là trái bình bát, mười mấy năm rồi mới thấy là được cái trái này á. Muốn ăn được cái trái bình bát á mọi người là mình phải rút cái còi ra như vậy nè. Bây giờ tôi sẽ tách đôi nó ra cho mọi người coi nha. Ngày xưa muốn mua trái này cũng không có thôi bà, tại vì muốn mua là phải đi hái. Mà cái gì chứ cây bình bát quê tôi là siêu nhiều siêu đầy luôn, chỉ cần đi ngang qua ngay cái bờ ruộng thôi lấy một cái thôi là qua trời. Còn bây giờ lên Sài Gòn mua là tính tiền mấy chục cành cho một ký rồi đó. Mà bình bát này nếu như mà mình ăn không thì nó khá là nhạt á mọi người, nên là cái cách ăn mà ngon nhất của bình bát này luôn là mình sẽ dầm với đường, dầm cho nó ra mướt một xíu như vậy nè, rồi bắt đầu mình sẽ bỏ đá vô. Trời ơi khúc này nó thơm ơi là thơm luôn. Và thiệt sự ăn bình bát á mà chưa nào nóng nóng á mọi người, thèm ngọt là lấy một trái bình bát ra dầm đá đường ăn là đỉnh cao mọi người. Tại ngọn giả hộp không hết giờ hết ngày luôn. Điểm mà cái trái bình bát này làm cho mình ăn rất là mỏi miệng luôn á chính là hạt nó rất là nhiều, nên là buộc các bạn phải nhả hạt ra nha. Trời ơi, ngày xưa mỗi lần ở bình bát mà lỡ nuốt cái hạt vô thôi là sợ trong bụng mình mọc ra cái cây đó mọi người ơi. Không biết có ai giống tôi không.